Rồi, xin chào tất cả anh em. Chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu tới anh em một con âm ly rất đẹp nha. Nhìn thôi đã thích rồi. Và nó cũng thuộc cái huyền thoại của hãng đến từ Mỹ, Seiko nha. Model là 299B. Một trong những con âm ly đèn được nhiều anh em ưa chuộng và đánh giá cao. Đặc biệt là săn lùng những con âm ly đẹp. Và cấu hình bóng cao cấp nha. Thì chia sẻ với anh em thì Khôi cũng đã từng bán qua rất là nhiều sự cố rồi, nhưng mà Khôi chỉ chọn những cái con nào nó zin, thứ hai nữa là bóng bóng zin, bóng cao cấp thì Khôi mới ship về nha. Thì lúc đó thì mới giới thiệu tới anh em, nên là những cái con này đó là vừa nghe vừa có giá trị sưu tầm. Còn nói về phối ghép, nguyên tắc chung với đèn thì anh em ghép loa cổ, những loa công suất nhỏ, độ nhạy cao nha. Ngoài ra thì đánh đồng trục full range thì đó là sở trường rồi nha. Ngoài ra anh em có thể đánh loa cổ như AR ha. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em chi tiết về con âm ly này, ngoại hình, ruột gan, cấu hình bóng, và sau đó sẽ test với một cái cặp anh test nha. Để anh em cùng nghe thử chất âm của nó nha. Rồi bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi đi vào cái phần chi tiết của nó nha. Rồi bây giờ cũng như mọi lần thì không muốn mất nhiều thời gian thì Khôi cũng đã tháo mấy con ốc ra rồi ha. Bây giờ thì mời anh em cùng xem qua cái ngoại hình một tí xíu nha. Cái vỏ này là được đóng tại Việt Nam, nhưng mà gỗ này là gỗ nhập anh em, gỗ nhập về đóng chứ không phải là gỗ Việt Nam, và được dán làng rất là đẹp nha. Kích thước nó đúng theo cái mẫu của hãng, và thứ hai nữa là nó rất là vừa vặn. Anh em nhìn vào các cái góc này nó không hở, tại vì những cái con âm ly này á là Khôi phải mang tới cái cơ sở đóng vỏ này và họ đo đạc và lắp ráp vào đúng với cái kích thước của nó nha, để nó đẹp nha. Còn bình thường mà anh em đưa cái thông số đóng á, thì nó sẽ không được như vậy nha. Rồi các cái mặt rất là còn đẹp ha, núm zin. Rồi bây giờ Khôi sẽ tháo ra nha. Để ui nha. Cái này là cái nắp rồi, tháo rồi được anh em. Những anh em mà có thể là nhìn phía sau thì mình có thể tháo rời ra ha, để mình xem cái cấu hình bóng nha. Rồi. Bây giờ Khôi sẽ đẩy nó ra ha, kéo phía trước anh em. Khi nào anh em mà mua con này á thì khi tháo thì nhớ là kéo ra phía trước anh em nha. Rồi. Ok. Rồi bây giờ để mời anh em cùng xem qua cái cấu hình bóng của con này nha. Đây là con Seiko đánh một cái nguồn GZ34, 4 cây công suất anh em ha, L84. Mấy cây rè 12x7 nha. Thì bây giờ Khôi sẽ tháo một vài cái bóng ha để anh em mình cùng xem qua nha. Đầu tiên là cái nguồn GZ34 này, cái bóng này rất là có giá trị anh em nha. Và anh em rút thì rút thẳng lên nha. Đây. Bóng Mula này. Anh em lưu ý là khi mà cầm cái đầu bóng này thì anh em cầm trên cái chóp này nha. Và tại vì những cái chữ này anh em đưa tay chùi là nó bay. Tại vì ngày xưa là in bằng thủ công và theo thời gian thì cái chữ này nó giãn ra nha. Đây, made in Britain. Cái bóng này còn chữ đẹp như vậy, còn cái đồ nốt cao, có nghĩa là chỉ số cao như vậy á, thì ngoài thị trường đã bán trên 3 triệu rồi nha. Trên 3 triệu. Nên cái bóng nguồn này nó có giá trị cao lắm. Anh em chơi đèn thì quan trọng nhất là anh em phải so sánh cái bóng nha. Ví dụ như bây giờ Khôi có thể bỏ một cái bóng Trung Quốc vào, Khôi giảm cho anh em 2 triệu rưỡi. Nên khi anh em so sánh, đã so sánh thì phải so sánh cho tới nha. Rồi. Bây giờ Khôi sẽ rút thêm cái bóng công suất ha. Đây nè. Đó. Bóng này là bóng 7189 nha, 7189, nó là cao hơn cả L84 nha. Thì con này là bóng này Tele, còn gọi là Telecufen á, đây. Đây là cái logo của nó bị bay mờ nhưng mà vẫn còn anh em. Bộ bóng rất là cao cấp nha. Rồi, điều rút thêm một cái khác để có thêm cây nào nó còn chữ để anh em xem qua ha. Đây anh em, cây này cũng bay nè. Đây. 7189 L84 anh em. Telecufen ha.
bóng rất là cao cấp. Nhiều anh em nói là tia ly là cái gì, là tia ly là telecufen đó, nhưng mà khôi thì khôi đọc tia ly gì đó. Rồi bây giờ tiếp mấy cái cây này đây nè, nó bị mờ cái chữ rồi, đây nó còn là Western này, anh em thấy không? Còn cái chữ này. Thì anh em đợi tí xíu cái cắm lại bóng luôn ha, để tí nữa khi mình test á mình đây anh em à, này Western Yenri toàn là bóng Đức không à nha. Cái này là 12 AS7 nè, một hàng trên này là 12 AS7 nha anh em. Rồi anh em đợi coi cắm lại, khi anh em cắm lưu ý là cắm đúng chân nha, anh em mà cắm không đúng á là đây, bây giờ tôi tháo hết luôn nè, những cái bóng rất là đẹp đây, đây nè, chữ nó mình còn anh em ha, Western Yenri nè là bóng Đức, đều là bóng tia ly hết nha. Rồi. Nói chung là cái con này có hình bóng rất là cao, chỉ tính riêng cái bộ bóng này cũng đã có giá từ trên 15 triệu rồi. Nếu như anh em mà so sánh về cái giá trị cái bộ bóng á thì nó đã trên 15 triệu rồi. Đó. Đây anh em nhìn này. Đây là các cái bóng rè 12x7 ha. 12x7. Tất cả bóng là đều là tia ly nha. 12x7, 12x7. Bóng công suất, bóng nguồn thì Mula rồi. GZ34 là bóng cao cấp nhất rồi anh em nha. Rồi ok, thì đây cái mặt đít ở dưới nè, anh em thấy nó còn rất là đẹp nha, còn rất là đẹp. Ok rồi, bây giờ Khôi sẽ tranh thủ để test chất âm để không mất nhiều thời gian như những lần trước, anh em đợi Khôi trong giây lát nha. Và Khôi hôm nay Khôi kép với em gặp anh Tết, anh Tết Lan Sinh á, 890B. Cặp loa này Khôi cũng đã giới thiệu ở clip trước rồi, nhưng mà hôm nay thì Khôi sẽ test chất âm cho anh em cùng nghe thử nha. Anh em đợi tôi chút xíu nha, tôi lắp vào. Những cái đoạn mà tôi lắp ráp á, anh em có thể kéo qua nha, để khỏi mất thời gian. Rồi bây giờ đến khi phần là test nhạc cho anh em cùng nghe thử. Ok, bây giờ tôi sẽ mở nhạc này. Có cái chỗ nào chưa đúng rồi, chưa hát rồi nè. Đang lên nguồn nha. Này mình cắm có đúng không? Ok, extra rồi nha. Nó phải mất mấy giây để nó lên nguồn anh em, những cái con nguồn lớn đó. Công viên buồn, tường đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng xa mặt mắt, câu kinh giáo buồn, ngày tháng phút đau vui, có mỗi chiều thành phố bóng, nghe gần dặm hát đêm dài, nghe hương chạch lòng hơi niềm nhớ. Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thắm đầy, tình còn say, mẹ mãi ân
chiều nắng, bóng ra từ nay đã khuất sau trời mây. Em dù thành phố hôm nay mưa rơi đầy, lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi thì niềm yêu còn đây, em mất rồi còn nhớ trong tình này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Thì một ca khúc của Epic Phương rất là hay, Thành Phố Mưa Bay nha. Thì những anh em yêu thích đèn, quan tâm tới đèn thì xin mời anh em cùng đăng ký kênh để ủng hộ cho Lê Khôi nha. Con Omni này có giá bán là 29.500, riêng bộ bóng này không thì cũng đã có giá trị là 15 triệu nè. Rồi. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thế. Cái bộ này đóng hết hơn 1 triệu đồng á, tiền Việt Nam á nha. Phong côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng tiêu. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì Khôi quay cái phần nội thất của con Omni đè nó hơi nhiều thời gian nên clip nó quá dài rồi. Khôi xin phép kết thúc tại đây. Chi tiết thì là anh em cần xem thêm thì vào Zalo hoặc các cái kênh mua bán của Lê Khôi đang có trên Facebook nha. Hoặc anh em nhớ add số Zalo này, yêu cầu xem ảnh thì Khôi sẽ gửi ảnh cho anh em xem. Một lần nữa cảm ơn anh em và chúc anh em một ngày mới tốt lành.